Top 3 dự án Multi Earn hot nhất thời điểm hiện tại. Ok, chào mừng anh em đến tới video này của Bang Bang Gaming. Thì trong video này thì mình sẽ cùng với mọi người tìm hiểu ba cái dự án được gọi là hot nhất, cái trend hot nhất thời điểm hiện tại là cái trend Multi Earn. Ok, thì trong một cái bài viết của Twitter của Bang Bang Gaming thì Twitter của Bang Bang Gaming đã tổng hợp các cái dự án mà đang theo cái trend Multi Earn cực kỳ rất là hot, sôi sục trong cộng đồng hiện tại. Thì mọi người có thể xem nhá, mình sẽ để cái đường link cái bài viết này dưới mô tả video. Thì mọi người có thể kích vào từng cái Twitter trong cái bình luận á, từng Twitter của từng dự án để mọi người xem và research các dự án này và xem dự án nào mà make cap nó nhỏ, tiềm năng, có khả năng ích trong tương lai hay không. Ok, thì trong cái video này mình sẽ chia sẻ ba cái dự án mà theo quan điểm cá nhân của mình nhé, góc nhìn của mình, không phải là lời khuyên cho anh đầu tư. Ok, đó là dự án Step N này, Zenopet và Dotemu. Đầu tiên là Step N. Thì Step N là một ứng dụng Web3 lifestyle này được kết hợp xây dựng trên hệ sinh thái của blockchain của Solana, và nó có sự kết hợp của social file và game file để khởi xướng nên mô hình Multi Earn, mô hình rất hot của thời điểm hiện tại. Thì hứa hẹn sẽ mang đến một cái làn sóng mới cho mô hình game file này. Step N lấy cảm hứng từ việc là mọi người đi bộ tập thể dục hàng ngày và mô hình mobile NFT game Multi Earn đầu tiên trên thế giới. Thì đúng như tên gọi với mô hình của dự án, điểm khiến mà Step N trở nên đặc biệt là anh em vừa có thể đi bộ tập thể dục, vừa có thể nhận được các token của dự án để min thành các NFT sneaker hoặc là swap sang USDC, USDT để bán ra Việt Nam đồng nhá. Thì dự án tập trung hướng tới việc nâng cao sức khỏe của đời và đời sống, khuyến khích mọi người tham gia lối sống lành mạnh hơn này thông qua việc sử dụng token làm động lực và đưa mọi người tiếp cận vào cái thế giới Web3. Thì Step N đã tạo nên một bước đột phá mới cho thị trường GameFi khi khởi xướng mô hình Multi Earn và trở thành winner của cái cuộc thi Solana Ignition Hackathon Game Check nhé. Ok, thì Step N là dự án Lanpad thứ 28 trên Binance và được Solana Venture cũng như là Alameda Research đầu tư. Hiện tại thì giá token của GMT, token chính, đã đạt đỉnh là gần x300 lần so với giá bán IEO. Và điều này dẫn tới là hiện tại thì anh em mà nếu mà muốn sở hữu một đôi giày NFT và earn hàng ngày ấy, thì anh em cần phải đầu tư với một số vốn không nhỏ, đó là hơn 1.000 đô. Anh em có thể mua những đôi giày NFT trên app của điện thoại khi mà chúng ta tải về, hoặc là chúng ta có thể lên cái marketplace lớn nhất của Solana hiện tại, đó là Magic Eden, để chúng ta có thể search Step N cũng như là mua được các đôi giày NFT trên đây. Thì giá hiện tại thì cũng khá là cao đó, hơn 1.000 đô một đôi giày. Và mỗi đôi giày này sẽ có những chỉ số khác nhau, giày mà càng đắt tiền chỉ số càng tốt thì chúng ta earn hàng ngày càng cao. Ok, thì nhiều anh em cũng thắc mắc là với số vốn lớn này thì rất là khó đúng không ạ? Thì rất may là trong thời gian tới thì dự án sẽ cho ra cái phần renting, tức là chúng ta có thể đi thuê được, thuê giày để chúng ta chạy chứ không phải chúng ta cần bỏ vốn một số lượng rất là lớn để mua nữa. Ok, thì với những cái hy vọng Step N này làm khởi dậy cái mô hình Multi Earn và vực dậy thị trường, thì chúng ta sẽ có một cái mùa gọi là mùa uptrend sắp tới. Sau Step N thì Zenopet chính là dự án Multi Earn tiếp theo mà mình chú ý tới. Thì Zenopet là một dự án ứng dụng NFT trên điện thoại được phát triển trên nền tảng blockchain của Solana. Mà không giống những dự án khác thì Zenopet hướng tới cái đối tượng người chơi là tất cả người dùng, chứ không chỉ là đối tượng người dùng là của crypto. Thì điểm đáng chú ý nhất của dự án là cho phép người chơi tiếp cận theo cả hai phương thức free to play và play to earn. Người chơi có thể hoàn toàn không cần phải dụng tụng tiền để mua các cái NFT mà chúng ta sẽ nhận được một NFT ban đầu, NFT miễn phí luôn, đó là Zenopet. Thì với cái NFT miễn phí này, người chơi sẽ tham gia các hoạt động thể thao như chạy bộ này, đá bóng để lấy kinh nghiệm nâng cấp cho NFT của mình. Sau một khoảng thời gian thì NFT có cấp độ nhất định thì anh em có thể là mang đi bán chúng trên marketplace để nhận lại một số tiền tương ứng. Cụ thể thì Zenopet tận dụng các ứng dụng theo dõi từ thiết bị điện tử của người chơi này để theo dõi hoạt động của họ trong cuộc sống thực tế hàng ngày và chuyển đổi những số liệu đó thành các cái điểm kinh nghiệm để nuôi dưỡng, nâng cấp các cái thú nuôi trong game. Một điểm nữa mà mình đánh giá cao ở cái dự án này chính là đầu tư khá nhiều vào cái yếu tố GameFi, giúp dự án có dấu ấn riêng so với những dự án Multi Earn khác. Và hiện tại thì dự án đang trong cái giai đoạn beta test nhé và sẽ sớm phát hành mainnet trong thời gian tới. Thì anh em cùng chờ đón phiên bản mainnet của Zenopet nhé. Tiếp theo là Dogmu này. Dogmu là một nền tảng thể thao thách đấu đầu tiên trên điện thoại di động, được xây dựng trên công nghệ blockchain và sử dụng hệ thống AI, hệ thống trí tuệ nhân tạo để phân tích các video về những người chơi thực hiện thử thách thể thao. Thì với mục tiêu vừa mang tính giải trí, vừa có thêm sức khỏe, người dùng có thể thách đấu với những người chơi khác trên toàn thế giới chỉ bằng một chiếc máy ảnh
hoặc một chiếc smartphone thông qua Dokmu. Các tính năng chính của dự án bao gồm là Dokmu Marketplace này, có cho thuê và thuê NFT Dokmu, cũng như là bóng đá freestyle và dance, tức là nhảy. Hiện tại thì Dokmu có các cá nhân làm đại sứ thương hiệu khá lớn trên toàn cầu, trong đó là phải kể đến danh thủ ngôi sao bóng đá Luis Figo và cầu thủ bóng đá Ricardo Quaresma, rất nổi tiếng của hai cầu thủ của Bologna, đúng không ạ? Cùng với các dự án theo trend mua token gần đây khác thì token mua của dự án đã tăng rất nhanh trong một tuần gần nhất. Và còn anh em thì anh em có biết những dự án mua token nào nữa không thì hãy comment xuống dưới để chúng ta cùng thảo luận nhé. Và nhớ follow cũng như team cho Bang Bang Gaming để cập nhật các tin tức hàng ngày mới nhất về thị trường GameFi, NFT cũng như là Metaverse. Ok, cảm ơn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.